Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn này cái hiện tượng của cái máy một kim cơ này là nó bị xì dầu ra đồng guri này. Đây ra đây. Đấy, nó xì dầu ở đây này, ướt hết này và làm nhọ bắn ra đầy hàng đầy nhà người ta. Này, cái tình trạng này là cái máy này là máy của khách mang đến. Thì tiệm này là xử lý ở tại tiệm mà mấy anh em học viên đây, thì mình đi làm cái video chia sẻ cho anh em. Thì về xử lý cái tình trạng này là chưa hết, là chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra để chúng ta kiểm tra bên trong. Em tháo này ra đi. Tháo là xe ra. Đây, thấy chưa? Đấy, bẩn hết này, tình trạng này. Thấy gớm không? Đấy, nó ra đen xề này. Đấy, đây. Đụng qua đen vẫn gớm luôn rồi, này. Thì cái này đúng là xử lý rất dễ. Giờ lấy cái vẻ dài, cái vải lau nha. Lau sạch đi. Đây. Lau đây, nó bắn rất hết này. Thấy chưa? Này, nó văng vào... ra nhà này vào quần áo là rất khó chịu, nhiều khi tình trạng này là phải đẩy hàng oan luôn. Rồi mở hai ốc buri này ra, thấy bên trong này nó có cái gioăng, có cái phớt chặn dầu trong này. Để chúng ta mở ốc hai buri này ra này. Đó, trên buri này nó có hai cái ốc này, chúng ta mở cái này ra. Thầy cho biết nữa, mình trèo đấy nè, trèo hai bên mới được, khi trèo bên lệch là nó bẻ buri ấy, nó căng rồi lôi ra. Ở đây cái hiện tượng này á, là cái nguyên nhân chính của nó là một là chúng ta may lâu ngày mà chúng ta, hoặc là chúng ta may mà vô tình để cho chỉ nó quấn vào cái buri này. Đấy, nó quấn vào trong buri này, quấn vào đây và đồng thời theo vào đây này, rồi nó sẽ theo vào cái khe này. Đây, nó theo vào cái khe của cái gioăng này, nó làm cháy cái chỉ và đồng thời nó kênh cái gioăng lên, cái kênh cái phớt dầu này lên. Cái này gọi là cái phớt. Đây, nó có cái phớt đen này này, nó kênh cái phớt này ra, là cái quá trình may nó bơm dầu lên, nó sẽ dầu sẽ theo cái phớt này, cái khe phớt này mà nó ra bên ngoài. Đây, hiện tượng này là hiện tượng là chúng ta chủ quan để cho chỉ quấn vào theo. Cái thứ hai nữa, không lý do nữa là cũng tại vì chạy lâu ngày thì có khả năng là cái gioăng nó bị chai và nó bị hở, thì nó cũng bị. Thì cái này chúng ta làm nó rất dễ thôi, không có gì cả. Là hư thì hư rồi. Để chúng ta này dùng cái vít nhỏ này này, chúng ta cạy nhẹ vào đây, vào cạnh này. Đó. Ta lấy lại ra. Đấy, vào cái khe bên ngoài của cái gioăng thôi, là chúng của cái phe thôi là chúng ta lấy được. Thấy chưa? Bây giờ này, đó, nó quấn chỉ này, quấn chỉ quá trời luôn. Không những ở đến cái này không đây, cái sợi chỉ nó bị cháy luôn này này. Đó. Này, sợi chỉ nó cháy cứng luôn. Bây giờ, nó làm đây này, làm kê thêm một vòng ở đây nữa, kê thêm một lớp đây này, và làm cho cái này bị đạp trở hở trở ra, thì dầu nó sẽ theo ra khe này. Thì
giờ đấy, lấy vệ sinh sạch ra. Còn cái lỗ này là lỗ để nó hút dầu trở lại, chứ không phải giờ là lỗ để đưa dầu lên. Thì muốn thay cái này để nhận biết nó chính xác là như nào thì trong này nó có cái số này, trên này nó có mã số. Thì cái này mã số của nó là bao nhiêu đây, cái số nhỏ nhất là số mấy đây, nhìn cái thầy mắt kém rồi, mắt nhìn mờ rồi, không có số rồi. Đấy, 18 hay là mười mấy? 18. Rồi, đây trên này nó có số 18 đúng không? Số này số bao nhiêu đây? Không có số. Không có số đó này. Rồi. Có số một con số đuôi 18 là được rồi. Thôi đây coi. 15. Đây 15 chứ 18 cái gì em? Thì trên đó 15. 15, đúng rồi. Thì nó lấy từ 15 đến 36, 7 này. 7 này, 15, 36 này. Thì trong này nó chỉ cần trúng một số này là đúng là ok của nó rồi này. Thấy chưa? Thì trên này nó có cái để số này, 15 này. Thì trên này nó có 15 này. Đó, có 15 này. Và đây nó có số rất mờ. Chạy tới bây giờ cái chỉ làm cháy là nó quay vào làm cháy làm mài mòn những mất số rồi không nhìn thấy nữa. Còn mỗi đây cái số mờ mờ đấy nữa. Thì bây giờ chúng ta đóng vào nhé. Trước khi đóng vào này chúng ta kiểm tra này. Mặt trong này nó có lò xo này. Lò xo đây này là có giúp cho nó ôm cái phớt này được vào sát với cái trục chính của máy. Nếu mà mất cái do này là cái lò xo này á, mất cái lò xo này chúng ta phải kiếm cái khác, nó có lò xo chúng ta lấy để lắp về mặt bằng, có lò xo nó quay trở vào và mặt có số này chúng ta quay trở ra, lắp vào đây đừng để nó bị xoắn mép lại. Rồi đó. Rồi có vậy thôi là xong rồi đó. Rồi chúng ta để sát vào. Rồi ok. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn là cách xử lý cái tình trạng gọi là bắn dầu ở ra buri này, bắn dầu ra khu buri này mà nó rớt ra đầu mà đuôi máy và rớt đi dưới nhà ra bản máy rất nhiều, bắn vào hàng. Thì đấy, hôm nay là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách xử lý và cách thay phớt của nó. Thì bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để được theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.